Liên quan đến vụ thanh niên qua đời trên sông Hồng sau cuộc hẹn hò với bạn gái online, Công an quận Tây Hồ đã phát hiện và bắt giữ một nhóm đối tượng lừa đảo thông qua hình thức đỏ đen bịp. Ngày 11 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng gồm Hoàng Văn Hà, Ngô Thị Oanh, Hoàng Văn Kiên, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp, cùng chú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 18 tháng 12 năm 2023, cơ quan công an tiếp nhận thông tin về việc phát hiện xác một nam giới trôi dạt vào bãi giữa sông Hồng, thuộc phường Nhật Tân, Tây Hồ. Qua xác minh, nạn nhân chính là Nguyễn Việt U, sinh năm 2003, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, bị mất tích từ ngày 14 tháng 12 năm 2023. Cơ quan pháp y kết luận nguyên nhân qua đời của anh U là do ngạt nước, đuối nước. Trước đó, Nguyễn Xuân L, người thuê trọ cùng phòng với U, cho biết khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 12, nạn nhân nói với anh rằng đi xe máy sang Gia Lâm chơi với bạn đã hẹn trước. Đến 21 giờ 24 phút, U có nhắn tin cho L với nội dung chuyển tiền anh ơi thì L không trả lời tin nhắn. 21 giờ 28 phút cùng ngày, nạn nhân gọi Zalo cho L và bảo anh chuyển tiền cho em để em chuyển tiền cho shipper thì người này đồng ý. Sau đó, L chuyển cho U vào số tài khoản mobile banking mang tên Nguyễn Việt U với số tiền là 30 triệu đồng chẵn. Đến khoảng 23 giờ, L có gọi cho nạn nhân với mục đích hỏi xem có về nhà không thì điện thoại đã khóa. Sang ngày hôm sau, L tiếp tục gọi cho U rất nhiều lần vào các khung giờ 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ nhưng đều thuê bao. Nghi có chuyện chẳng lành, L quyết định mở máy tính ở phòng làm việc của U đang sử dụng và truy cập vào Facebook nạn nhân đã đăng nhập sẵn để tìm kiếm thông tin. L phát hiện U có nhắn tin qua lại với một tài khoản Facebook tên là An Yêu với nội dung sơ bộ là cuộc trò chuyện tình tứ trai gái, hẹn hò. An Yêu đã hẹn nạn nhân tới chỗ bạn này chơi và có gửi kèm một định vị tại Bắc Ninh. Khi đến vị trí mà bạn gái qua mạng hẹn, U nhìn thấy một nhóm người rất đông nên đã nhắn tin hỏi sao mà đông người thế, thì đối phương trả lời đây là bạn hết ý mà không phải ngại đâu, là hết cuộc thoại. Đến khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 12, gia đình gọi vào số điện thoại của U thì thấy đổ chuông và có một người lạ nghe máy, họ nói có một người vớt được nạn nhân chỗ cầu Nhật Tân. Vào cuộc điều tra, công an xác định 7 đối tượng kể trên tụ tập thành nhóm cờ bạc bịp do Hoàng Văn Hà cầm đầu. Hà và nhóm của mình đã bàn bạc thuê một căn nhà 2 tầng tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làm nơi ở chung và hoạt động. Để thu hút con mồi, đối tượng Oanh đã lập một tài khoản tên An Yêu trên Facebook và chủ động kết bạn, làm quen, hẹn hò yêu đương với nạn nhân. Sau đó, Oanh dụ dỗ nạn nhân đến ngôi nhà thuê ở huyện Quế Võ rồi lôi kéo U đánh bạc. Chơi được một lúc, U đã thua hết số tiền mặt, đồng thời cầm đặt chiếc xe máy đang đi, tổng số tiền 80 triệu đồng. Đến khoảng 23 giờ 35 phút ngày 14 tháng 12, nạn nhân được các đối tượng đưa cho 500.000 đồng để đi taxi về tới khu vực gần cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Hà Nội thì xuống xe đi bộ. Công an quận Tây Hồ cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ diễn biến từ khi U xuống taxi cho đến khi người dân phát hiện xác. Đồng thời đề nghị người dân nếu ai biết, chứng kiến hoặc có thông tin liên quan thì báo ngay.